Những diễn biến an ninh đáng chú ý. Tại Trung Đông, Israel đã xác định các mục tiêu cụ thể sẵn sàng cuộc chiến tên lửa với Iran. Nước Cộng hòa Hồi giáo phản ứng ra sao? Trên chiến trường miền Nam Liban, Hezbollah phản đòn khiến binh sĩ Israel bị thương nặng. Đồng thời, Thủ tướng Israel thúc giục Liên Hợp Quốc đưa lính gìn giữ hòa bình ra khỏi vùng nguy hiểm. Chuyên gia cho rằng Hezbollah quyết đánh tới cùng, gây thiệt hại đáng kể cho quân đội hùng mạnh nhất Trung Đông. Nhưng bằng cách nào? Từ hậu trường, Hoa Kỳ đang toan tính những gì khi ủng hộ Israel hạ gục Hezbollah. Tin tức khác, Đài Loan cảnh giác với nhóm tàu sân bay Trung Quốc. Quân đội PLA nói sẵn sàng và chờ thời cơ cho cuộc chiến. Chuyện gì đã xảy ra? Mời quý vị theo dõi sau đây. NBC đưa tin các quan chức Hoa Kỳ tin rằng Israel đã thu hẹp danh sách các mục tiêu tiềm năng ở Iran, chuẩn bị cho kế hoạch tấn công trả đũa. Theo đó, Israel có thể sắp nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của nước Cộng hòa Hồi giáo. Tehran, một nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới, cảnh báo rằng Israel sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu tập kích vào lãnh thổ Iran. Israel nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả 200 tên lửa của Iran phóng vào ngày 1 tháng 10 nhằm trả đũa các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza và Liban, cũng như trả thù cho các lãnh đạo Hamas và Hezbollah. Trong diễn biến mới, NBC News dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ nhắm vào các cơ sở hạt nhân hoặc thực hiện các vụ ám sát ở Iran. Tuy nhiên, nguồn tin nói thêm, Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức và thời điểm hành động. Giới chức Israel chưa công khai bình luận về thông tin của NBC. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này không tiếc bất kỳ nỗ lực nào để phòng thủ và tự vệ. Trong một bài đăng trên X, ông cho biết, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Tôi cũng nói rõ, chúng tôi không có ranh giới đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình. Quân đội Israel ngày 12 tháng 10 cho biết họ vẫn tiếp tục hoạt động ở miền Nam Liban để phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Thông cáo của quân đội viết rằng, trong ngày qua, lực lượng không quân Israel đã tấn công khoảng 200 mục tiêu của Hezbollah sâu trong Liban và tại miền Nam Liban. Các mục tiêu bao gồm các chiến binh, bệ phóng, trạm tên lửa chống tăng và các địa điểm cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Israel cũng cho biết 5 vụ phóng rocket từ Liban đã bị không quân chặn lại. Quân đội Israel ngày 13 tháng 10 cho biết thêm một quân nhân dự bị và một sĩ quan đã bị thương nặng trong hai vụ việc riêng biệt khi chiến đấu dữ dội ở miền Nam Liban. Một số binh sĩ khác bị thương nhẹ đến trung bình, hầu hết là do tên lửa chống tăng của Hezbollah gây ra. Quân đội Israel cũng cho biết đã bắt giữ một chiến binh Hezbollah ở miền Nam Liban sau khi phát hiện ra một đường hầm ngầm dẫn đến một nơi ẩn náu. Tại đây, Israel nói đã tìm thấy nơi cất trữ vũ khí và vật tư để sử dụng lâu dài. Về phía Hezbollah, nhóm này ngày 13 tháng 10 tuyên bố đã tấn công tên lửa vào căn cứ vận tải Tirat HaKamo ở phía nam Haifa, thành phố lớn nhất miền Bắc Israel. Theo Reuters, cuộc giao tranh trong khu vực hiện có sự tham gia của tất cả các nhóm chiến binh đồng minh với Tehran, gồm Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và các nhóm vũ trang ở Iraq. Điều đó làm dấy lên lo ngại rằng Hoa Kỳ và Iran sẽ bị cuốn vào một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông. Phong trào kháng chiến Hồi giáo ở Iraq ngày 13 tháng 10 cho biết họ đã phóng UAV nhắm mục tiêu vào một địa điểm quân sự ở cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Nhóm ở Iraq tuyên bố cuộc tấn công nhằm hỗ trợ người dân Palestine và Liban. Lực lượng này còn nói sẽ tiếp tục leo thang tấn công vào các thành trì của Israel. Thủ tướng Israel đã thúc giục Liên Hợp Quốc rút lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi khu vực nguy hiểm ở Liban. Lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban đã hoạt động tại quốc gia này kể từ năm 1978, sau cuộc tấn công qua biên giới của Israel. Mới đây, trong lời kêu gọi trực tiếp tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, việc các vị từ chối sơ tán binh lính gìn giữ hòa bình đã khiến họ trở thành con tin của Hezbollah. Đã đến lúc các vị phải đưa họ ra khỏi các thành trì của Hezbollah và ra khỏi các khu vực giao tranh. Ông Netanyahu cho biết quân đội Israel đã nhiều lần đưa ra yêu cầu này, nhưng đều bị từ chối. Thủ tướng Israel nói thêm, điều này gây nguy hiểm cho cả lực lượng của Liên Hợp Quốc lẫn binh sĩ của chúng tôi. Ông Netanyahu cho biết Israel lấy làm tiếc về những thương tích của lực lượng gìn giữ hòa bình và đang làm mọi cách để tránh họ bị thương. Nhưng ông nói thêm, cách đơn giản và rõ ràng nhất để đảm bảo điều này là đưa họ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngài Tổng thư ký hãy đưa lực lượng của Liên Hợp Quốc ra khỏi nơi nguy hiểm. Việc này phải được thực hiện ngay bây giờ, ngay lập tức. Sky News đưa tin 5 binh sĩ gìn giữ hòa bình đã bị thương trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah kể từ ngày 10 tháng 10, trong đó có ít nhất 4 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel. Hiện tại, lực lượng gìn giữ hòa bình tại Liban có hơn 10.000 quân nhân đến từ 50 quốc gia và có khoảng 800 nhân viên dân sự. Nhiệm vụ của lực lượng này được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên gia hạn hàng năm.
Lính gìn giữ hòa bình có nhiệm vụ duy trì sự bình tĩnh và giảm căng thẳng dọc theo đường xanh phân chia Liban với Israel và cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Bệnh viện Zif ở miền Bắc Israel đang trong tình trạng báo động cao. Các hoạt động không khẩn cấp đang bị hoãn lại. Nhân viên được yêu cầu cân nhắc hiến máu khi cần thiết. Và tất cả bệnh nhân bao gồm trẻ sơ sinh đã được chuyển xuống hầm trú ẩn. Kế hoạch ở đây rất rõ ràng, nếu Israel gửi thêm quân đến miền Nam Liban, tình hình có thể trở nên đẫm máu. Giám đốc bệnh viện Salman Zaka nói với CNN, chúng tôi đã ở trong tình trạng chiến tranh trong một năm qua, nhưng sau khi quân đội tiến vào Liban, các dịch vụ chăm sóc của chúng tôi và tất cả nhân viên đều đã sẵn sàng cho làn sóng thương vong tiếp theo. Đáng buồn, nhưng đó là sự thật. Trung tâm y tế Zif là bệnh viện duy nhất trong khu vực và là bệnh viện gần nhất với biên giới của Israel, giáp Liban và Syria, cũng như gần cao nguyên Golan. Bệnh viện ở Safed đã tiếp nhận những người bị thương trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới suốt nhiều tháng. Viện trưởng Zaka cũng là quân nhân dự bị của lực lượng phòng vệ Israel IDF và cựu chỉ huy trung tâm dịch vụ y tế của IDF cho biết. Cuộc chiến trên bộ thường sẽ chứng kiến nhiều người bị thương hơn và nhiều người thiệt mạng hơn. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng chúng tôi phải sẵn sàng. Khi IDF phát động một chiến dịch trên bộ chống lại nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền Nam Liban vào tuần trước, các chỉ huy của lực lượng này khẳng định bất kỳ chiến dịch nào trên lãnh thổ Liban đều sẽ bị hạn chế về cả phạm vi địa lý và thời gian. Nhưng tình hình thực địa cho thấy IDF có thể đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc chiến lớn hơn nhiều. IDF ngày 8 tháng 10 cho biết các đơn vị từ 4 sư đoàn hiện đang chiến đấu ở miền Nam Liban. Theo CNN, không rõ tổng số binh sĩ cụ thể nhưng mỗi sư đoàn được cho là gồm khoảng 10.000 đến 20.000 người. Theo Liên Hợp Quốc, Israel cũng đã mở rộng lệnh sơ tán đến khoảng 1/4 lãnh thổ Liban, với hơn 1,2 triệu người hiện phải di dời. Ông Daniel Soberman, một chuyên gia về an ninh quốc tế tại Đại học Hebrew ở Jerusalem cho biết, IDF vẫn cố tình mơ hồ về phạm vi của chiến dịch. Ông phân tích, ban đầu Israel nói rằng chiến dịch chỉ nhằm đảm bảo tất cả cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở phía bên kia biên giới đều bị phá hủy. Nhưng điều mà tất cả chúng ta đều biết là cơ sở hạ tầng của Hezbollah không dừng lại ở vài trăm mét tính từ biên giới, mà trải dài đến tận Beirut tới phía bắc Liban, tới tận thung lũng Bica. Nếu Israel thực sự muốn dọn sạch khu vực đó, họ sẽ phải chiến đấu trong thời gian rất dài. Khả năng về Israel mở rộng chiến tranh trên bộ tại Liban gây lo ngại cho tất cả các bên ở Beirut lẫn Tel Aviv. Ký ức về cuộc chiến tranh lớn gần đây nhất giữa Hezbollah và Israel vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc xung đột năm 2006 được Israel gọi là chiến tranh Liban lần thứ hai, mặc dù đó là lần thứ ba Israel công khai tuyên bố họ đã xâm nhập vào lãnh thổ Liban sau các chiến dịch năm 1978 và 1982. Cuộc chiến năm 2006 đã kết thúc trong bế tắc sau 34 ngày, với khoảng 1.100 người Liban và 170 người Israel, bao gồm 120 binh sĩ đã thiệt mạng. Đối với người dân Liban, cuộc xung đột hiện tại còn đẫm máu hơn cuộc chiến tranh trước đó. Theo CNN, hơn 1.500 người đã thiệt mạng ở Liban kể từ ngày 16 tháng 9, khi Israel đẩy mạnh chiến dịch chống lại Hezbollah. Một số tổ chức quốc tế đã chỉ trích Israel vì sự leo thang này. Tháng trước, Liên Hợp Quốc cho biết, mặc dù Hezbollah đã bắn tên lửa bừa bãi buộc hàng ngàn người Israel phải rời bỏ nhà cửa, nhưng Israel sau đó cũng đã leo thang các cuộc không kích bừa bãi và trên diện rộng ở khắp Liban. Tình trạng bạo lực leo thang sẽ làm gia tăng bất ổn. Ở phía Israel, 14 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc chiến hiện nay tại Liban. Viện trưởng Zaka nói với CNN, đã có nhiều binh sĩ bị thương được đưa tới bệnh viện đều đặn kể từ khi chiến dịch trên bộ bắt đầu. Bệnh viện gần biên giới đã tiếp nhận hơn 100 người chỉ trong vài ngày đầu tiên của cuộc chiến bộ binh. Cả IDF và Hezbollah đều cho biết đã có những cuộc đụng độ dữ dội và xảy ra một số cuộc tấn công xuyên biên giới trong tuần qua. Mức độ kháng cự của Hezbollah đã khiến nhiều nhà quan sát ngạc nhiên vì Israel gần đây đã hạ sát gần như toàn bộ ban lãnh đạo của nhóm vũ trang này, bao gồm thủ lĩnh lâu năm Hassan Nasrallah. Đồng thời, Hezbollah vẫn tiếp tục bắn rocket vào Israel một cách thường xuyên, trong khi hầu hết các quả đạn đều bị hệ thống phòng không Israel chặn lại, một số vẫn lọt qua. Ngày 9 tháng 10, hai thường dân Israel đã thiệt mạng khi một rocket tấn công Kiryat Shmona, một thị trấn cách biên giới vài dặm. Một số binh lính Israel hiện đang chiến đấu ở Liban nói với CNN. Địa hình đồi núi rộng lớn nơi kẻ thù của họ ẩn náu khiến chiến dịch trở nên khó khăn. Một binh lính từng chiến đấu nhiều tháng ở Gaza và sau đó được chuyển tới Liban cho biết, cuộc chiến dọc biên giới phía bắc Israel rất khác so với những gì anh đã trải qua ở Gaza. Thách thức không phải là Hezbollah được Iran trang bị nhiều hơn hay được huấn luyện mạnh mẽ hơn. Thách thức là chúng tôi phải làm quen với chiến đấu ở vùng đất trống sau nhiều tháng tập trung chiến đấu ở đô thị, người lính nói. Anh cho biết thêm, ngay cả những động tác cơ bản nhất bao gồm cả cách binh sĩ di chuyển theo đội hình cũng hoàn toàn khác nhau giữa Gaza và miền Nam Liban. Trên lý thuyết, quân đội Israel vượt trội hơn nhiều so với các chiến binh Hezbollah. Quân đội Israel có vũ khí tiên tiến và tinh vi hơn, số lượng binh sĩ cao hơn đáng kể, tình báo tốt hơn và đồng minh mạnh hơn. Nhưng một người lính nói với CNN, những lợi thế kể trên không có nhiều ý nghĩa khi chiến đấu ở những ngọn đồi miền Nam Liban.
tại đây vũ khí vượt trội cũng không thể đảm bảo chiến thắng. Chuyên gia an ninh Soberman cho biết, Israel đã có trải nghiệm tương tự trong cuộc chiến năm 2006 với Hezbollah. Ông nói, Hezbollah đã phải đối đầu với quân đội mạnh nhất ở Trung Đông, thực sự có hàng trăm cuộc không kích và pháo kích của Israel mỗi ngày. Hezbollah phải chống lại một quân đội hiện đại có hầu hết mọi năng lực tiên tiến. Nhưng Hezbollah đã không bị đánh bại, họ đã sống sót. Và trong suốt toàn bộ cuộc tấn công của Israel, Hezbollah vẫn có thể bắn hàng trăm rocket vào Israel mỗi ngày. Chuyên gia Soberman nói, sau thảm kịch xung đột năm 2006, Israel đã dành gần 2 thập kỷ để chuẩn bị cho cuộc đối đầu tiếp theo với Hezbollah. Trong hàng chục năm qua, Israel giả định cuộc chiến tiếp theo sẽ là với Hezbollah, không phải với Hamas. Dường như không một ai trên trái đất tưởng tượng ra một kịch bản theo hướng ngày 7 tháng 10. Thay vào đó, Israel đã dành gần 2 thập kỷ để chuẩn bị cho những gì chúng ta đã thấy trong vài tuần qua, cuộc chiến chống lại Hezbollah. Thế nhưng thực tế thì sao? Mặc dù Israel đã loại bỏ một số nhân vật chủ chốt của Hezbollah và gây ra nhiều thiệt hại cho các thành viên cấp dưới của nhóm bằng cách sử dụng máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ, cho đến nay IDF vẫn tiếp tục phải đối mặt với sự kháng cự dữ dội ở miền nam Liban. Lý do vì Hezbollah cũng đã chuẩn bị cho cuộc chiến này. Ông Soberman nói, người ta kỳ vọng rằng Israel sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này mà không phải trả giá quá đắt. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra với chiến tranh du kích. Chuyên gia nói thêm, Israel đang chiến đấu trên một lãnh thổ mà Hezbollah hiểu rõ hơn nhiều, và đối thủ quyết tâm gây ra càng nhiều tổn thất cho IDF càng tốt. Chiến binh Hezbollah cố thủ trong các cơ sở ngầm và họ đang chơi trò phòng thủ. Bất kể mất đi bao nhiêu chiến binh thì trong một cuộc chiến tranh du kích, bên yếu hơn cuối cùng vẫn giành chiến thắng nếu như họ buộc đối thủ phải chịu đựng tổn thất tích tụ không ngừng. Ông Soberman cho biết, đây chính xác là những gì đã xảy ra vào năm 2006 khi Israel không thể giành được chiến thắng quyết định, mặc dù có năng lực vượt trội. Gần đây, IDF không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về cách hơn 10 binh sĩ tử trận tại Liban. Tuy nhiên, Hezbollah tuyên bố đã thực hiện thành công một số vụ phục kích binh lính Israel. Theo CNN, bất chấp những thách thức, IDF dường như vẫn quyết tâm tiến lên. Ngày 9 tháng 10, tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi cho biết, Israel sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah dữ dội, không cho đối thủ bất kỳ thời gian nghỉ ngơi hay phục hồi nào. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thậm chí còn cảnh báo người dân Liban rằng họ sẽ đối mặt với nguy cơ rơi vào vực thẳm của một chiến tranh kéo dài bởi vì Hezbollah. Những người lính bộ binh Israel dường như cũng đã chuẩn bị cho một cuộc chiến dài. Một người lính nói với CNN, tôi ước chúng tôi không phải mở rộng phạm vi tấn công trên bộ, nhưng nếu chúng tôi phải chiến đấu để trẻ em Israel có thể đến trường mẫu giáo và không sợ bị tấn công bằng rocket, thì chúng tôi sẽ phải hành động đến cùng. Người lính cho biết anh và các đồng đội đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, rất sẵn sàng và quyết tâm. Tình cảm này dường như phổ biến trong số hàng chục người lính Israel mà CNN đã nói chuyện. Hầu hết quân lính đều tỏ ra phấn chấn sau khi chiến dịch trên bộ bắt đầu. Nhưng một số người trong xã hội Israel không chắc chắn rằng việc tiến vào Liban là một quyết định sáng suốt. Một số thường dân sống ở phía bắc Israel vào tuần trước đã nói với CNN, họ lo ngại một cuộc chiến trên bộ có thể trở nên rất nguy hiểm. Như đã nói từ đầu, bệnh viện Zif ở miền bắc Israel đang cảnh giác cao độ, chuẩn bị cho những người lính bị thương và cả những người mãi mãi không thể trở về. Reuters cho rằng Hoa Kỳ đã thay đổi chiến lược về xung đột. Washington không còn kiềm chế Israel mà ủng hộ nước này tấn công nhóm vũ trang ở Liban. Chỉ 2 tuần trước, Hoa Kỳ và Pháp đã yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày giữa Israel và Hezbollah. Nỗ lực đó đã bị phá hỏng bởi vụ hạ sát thủ lĩnh Hezbollah, Syed Hassan Nasrallah. Tiếp đó, Israel tấn công bộ binh vào miền nam Liban từ ngày 1 tháng 10, đồng thời tiếp tục không kích, loại bỏ phần lớn lãnh đạo Hezbollah. Hiện tại, các quan chức Hoa Kỳ đã từ bỏ lời kêu gọi ngừng bắn với lý do là tình hình đã thay đổi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller vào tuần trước cho biết, chúng tôi ủng hộ Israel tiến hành các cuộc tấn công để làm suy yếu cơ sở hạ tầng của Hezbollah, và cuối cùng chúng ta có thể đạt được một giải pháp ngoại giao. Theo Reuters, mục tiêu của Hoa Kỳ vẫn là kiềm chế chiến sự ở Trung Đông để bảo vệ lợi ích của Washington. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng rất muốn làm suy yếu nghiêm trọng nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Cách tiếp cận mới vừa thực tế vừa mạo hiểm, Reuters nhận xét. Hoa Kỳ và Israel sẽ được hưởng lợi từ việc đánh bại kẻ thù chung Hezbollah, lực lượng mà Tehran sử dụng để đe dọa biên giới phía bắc của Israel. Nhưng việc Hoa Kỳ khuyến khích chiến dịch quân sự mở rộng của Israel có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột mất kiểm soát. Ông John Anderman, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Nhà Trắng muốn thấy Hezbollah suy yếu nhưng phải cân nhắc điều đó với rủi ro tạo ra khoảng trống ở Liban hoặc gây ra một cuộc chiến tranh khu vực. Ông cho biết cách tiếp cận của Washington có vẻ như là nếu chúng ta không thể ngăn cản Israel, thì ít nhất hãy cố gắng lay chuyển họ theo hướng phù hợp. Ông Aaron David Miller, cựu nhà đàm phán ở Trung Đông của Hoa Kỳ, cho biết Washington không có nhiều hy vọng kiềm chế Israel. Mặt khác, Hoa Kỳ thấy được những lợi ích tiềm tàng trong chiến dịch tấn công ở miền nam Liban. Ông nói thêm rằng bằng cách ủng hộ Israel tấn công Hezbollah, Hoa Kỳ có lẽ cũng hy vọng họ có thể gia tăng mức độ quan trọng đối với Israel.
Nhờ đòn bẩy này, Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Israel kiềm chế khi tấn công trả đũa vụ Iran phóng 200 tên lửa vào ngày 1 tháng 10. Các nguồn tin châu Âu cho biết không có cuộc đàm phán ngừng bắn nào đang diễn ra và người Israel sẽ tiếp tục chiến dịch ở Liban trong nhiều tuần, nếu không muốn nói là nhiều tháng. Đối với Hoa Kỳ, chiến dịch của Israel có thể mang lại ít nhất hai lợi ích. Đầu tiên, việc làm suy yếu Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm mạnh nhất của Iran, có thể hạn chế ảnh hưởng của Tehran trong khu vực và làm giảm mối đe dọa đối với Israel và lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông. Washington cũng tin rằng áp lực quân sự có thể buộc Hezbollah phải hạ vũ khí, sau đó mở đường cho cuộc bầu cử một chính phủ mới ở Liban. Hezbollah vốn là một thế lực chính trị hùng mạnh ở Liban trong nhiều thập kỷ. Nhưng ông Jonathan Lord, cựu quan chức Lầu Năm Góc, hiện làm việc tại Trung tâm An ninh Tân Hoa Kỳ, cho rằng các mục tiêu của Washington rất khó đạt được. Chuyên gia nhận xét, một mặt nhiều người dân Liban cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện quá mạnh mẽ của Hezbollah, nhưng đồng thời họ cũng không muốn có sự thay đổi đột ngột ở Liban sau một chiến dịch tấn công cực kỳ bạo lực. Chuyển sang tin tức khác, theo Reuters, Đài Loan cho biết một nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc đang di chuyển về phía nam hòn đảo ngày 13 tháng 10, trong khi quân đội Trung Quốc công bố một đoạn video cho thấy họ đã chuẩn bị cho trận đánh. Những ngày gần đây, Đài Bắc vốn đã lo ngại về khả năng diễn ra một đợt tập trận chiến tranh của Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một tỉnh ly khai chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Họ cũng chỉ trích nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức là người ly khai nguy hiểm vì ủng hộ độc lập của hòn đảo. Những năm gần đây, quân đội Trung Quốc ngày càng tăng cường hoạt động quân sự xung quanh hòn đảo tự trị, gây áp lực cho Đài Bắc. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, trong bài phát biểu kỷ niệm 113 năm thành lập Đài Loan, ông Lại Thanh Đức cho rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không có quyền đại diện cho Đài Loan, nhưng hòn đảo này sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh để chống lại các thách thức toàn cầu, chẳng hạn như biến đổi khí hậu. Theo Reuters, bài phát biểu của ông Lại có giọng điệu vừa cứng rắn vừa hòa giải, nhưng vẫn khiến Trung Quốc tức giận. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết một nhóm tàu hải quân Trung Quốc do tàu sân bay Liêu Ninh dẫn đầu đã tiến vào vùng biển gần kênh Ba Sĩ, nối Biển Đông với Thái Bình Dương, cũng là tuyến đường biển ngăn cách Đài Loan với Philippines. Đài Loan nhận định nhóm tàu sân bay Liêu Ninh dự kiến sẽ tiến ra Tây Thái Bình Dương. Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến và thực hiện cảnh giác và biện pháp phản ứng phù hợp. Trước bài phát biểu ngày 10 tháng 10 của ông Lại Thanh Đức, các nguồn tin an ninh tại Đài Loan đã nói rằng Trung Quốc sẽ mượn dịp này làm cái cớ để tiến hành các cuộc tập trận mới. Lần gần nhất Bắc Kinh tập trận lớn xung quanh Đài Loan là vào tháng 5 nhằm trừng phạt bài phát biểu nhậm chức của ông Lại. Đáng chú ý, cũng trong ngày 13 tháng 10, Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đơn vị phụ trách khu vực bao gồm Đài Loan, đã đăng video lên các tài khoản mạng xã hội. Đoạn clip có tiêu đề "Chuẩn bị đầy đủ và chờ thời cơ trước khi chiến đấu". Video cho thấy các máy bay chiến đấu và tàu chiến hoạt động cùng nhau, bệ phóng tên lửa di động đang di chuyển vào vị trí và các phương tiện tấn công đổ bộ cũng sẵn sàng. Video cũng có hình ảnh tấm bản đồ Đài Loan. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra bình luận vào ngày Chủ nhật 13 tháng 10. Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng bài phát biểu ngày 10 tháng 10 của ông Lại có nội dung gây hại và kích động đối đầu. Một nguồn tin an ninh tại Đài Loan nói với Reuters, Trung Quốc có lẽ không tập trận quá gay gắt vì lo ngại sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng ở Đài Loan ngay trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ vào tháng 11. Tuy vậy, Bắc Kinh vẫn sẽ hành động để giằng mặt Đài Bắc. Trung Quốc đang ở giữa mùa tập trận thường niên, vì vậy quân đội nước này dễ dàng điều chỉnh một cuộc tập trận thường kỳ trở thành tập trận răn đe Đài Loan, quan chức giấu tên ở Đài Bắc cho biết. Mặt khác, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 11 tháng 10 cảnh báo sẽ có nhiều lệnh trừng phạt thương mại hơn đối với Đài Loan. Chính quyền ở Đài Bắc cho rằng hành động đó là cưỡng ép kinh tế. Lãnh đạo Lai Thanh Đức và Đảng Dân Chủ Tiến bộ cầm quyền đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan. Họ nói rằng chỉ có người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của chính mình. Song song đó, ông Lại đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Bắc Kinh nhưng bị từ chối. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin điểm nóng hôm nay. Hãy bấm đăng ký kênh BSC Now để liên tục cập nhật các tin tức quốc tế mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình điểm nóng BSC phát sóng lúc 7 giờ sáng.